Điều từng được nghe tổ tiên nói cho mình, thuật lại công minh con cháu mình ngày sau. Chúa rất sáng giàu oai phong, Chúa muôn màu, kỳ công của người đầy với khắp mọi nơi. Chính Chúa từ tầng trời cao ban cho bánh dư trào, chính Chúa dâng nuôi dân người, ôi hạnh phúc dương bao. Người truyền lệnh cho tầng mây hãy bay dồn, hạ lệnh thiên môn nâng cánh rộng và Chúa khiến tuôn trào mana giống mưa rào, nuôi dưỡng vô vàn bằng riêng bánh trời ba. Chính Chúa từ tầng trời cao ban cho bánh dư trào, chính Chúa dưỡng nuôi dân người, ôi hạnh phúc dương bao. Kìa loài phàm nhân được ăn bánh thiên thần, người gửi cho dân cơm bánh đầy chẳng vơi. Chúa dân đưa họ lên nơi thánh địa người, vùng núi nương gò bàn tay Chúa tậu cho. Chính Chúa từ tầng trời cao ban cho bánh dư